Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đến với thông tin của Ngọc. Quý vị, trong cái video này Ngọc xin cập nhật cái tiến triển của cái gói cứu trợ lần thứ ba, trong đó nó có cái tấm chắc 1.400, và đặc biệt trong cái video này Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể hơn dựa theo cái dự luật đối vị. Thì nếu như gia đình anh chị em mà có con em, có trẻ em từ 17 tuổi trở xuống, bắt đầu từ 17 tuổi vẫn được nha quý vị, thì mỗi gia đình, mỗi trẻ như vậy sẽ được lãnh là 300 mỗi tháng. Cứ tưởng tượng gia đình của mình có hai con thì mình sẽ lãnh được là 600 mỗi tháng. Nó còn nhiều hơn so với những cái tấm stimulus check nữa quý vị. Nhưng mà người ta sẽ dựa vào thuế năm nào, khi nào bắt đầu lãnh và họ tính như thế nào, cái income như thế nào thì được. Thì Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể dựa trên cái dự luật 591 trang. Hiện giờ cái dự luật này có những cái tiến triển tốt đẹp như sau. Thì bên phía chi nhánh Hạ viện thì người ta bắt đầu đưa ra những cái chi tiết nhỏ, bởi vì họ là cái chi nhánh mà họ viết cái luật này, sau đó họ sẽ đưa qua Thượng viện. Thì tại Thượng viện hiện giờ theo tờ báo của CNBC thì họ đã thông qua cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này bằng cách là họ hiện giờ ở bên toàn Hạ viện thì chưa thông qua như vậy, họ chỉ thông qua ở cái Budget Committee thôi. Ngày hôm thứ hai thì họ đã thông qua với cái số phiếu là 19 phiếu thuận. Thì hiện giờ người ta đưa qua một cái committee nữa là Rule Committee. Ok, thì bên Budget Committee tức là Ủy ban Ngân sách họ sẽ chuyển qua Rule Committee, rồi bắt đầu là họ sẽ đưa lên sàn để toàn bên chi nhánh Hạ viện người ta sẽ bỏ phiếu. Thì Ngọc nghĩ là người ta sẽ không có nhiều cái cản trở khi mà thông qua bên Hạ viện. Thì trước sau thì Ngọc nghĩ là cuối tuần này cái gói cứu trợ này sẽ được thông qua bên Hạ viện. Quý vị nghĩ sao? Tại vì hiện giờ đó, bên phía chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, bà rất là quả quyết nha quý vị. Và hiện giờ một cái điều mà có thể là họ sẽ cắt bỏ, không có bao gồm trong cái gói cứu trợ 1.900 tỷ nữa, đó là cái phần 15 đô một giờ, cái tiền federal minimum wage đó quý vị, có thể là cắt bỏ. Đó là dựa theo cái sự chia sẻ của tờ báo CNBC cũng như là rất là nhiều tờ báo lớn khác. Thì hiện giờ dưới chính quyền của Biden Harris thì bên Hạ viện và Thượng viện đều được kiểm soát bởi đảng Dân Chủ hết. Tuy nhiên bên Thượng viện thì cái tỷ số nó xuất sao hơn là 50-50. Nhưng mà hiện giờ có 3 người lại không có ủng hộ 15 đô mỗi giờ, cho nên là có thể họ sẽ cắt bỏ cái phần này để cái gói cứu trợ 1.900 tỷ được thông qua nhanh, gọn, lẹ và giữ cái mức giá là 1.900 tỷ. Hiện giờ dân biểu Johnson Smith của tiểu bang Missouri đó quý vị, thì ông là một trong những top Republican của bên Budget Panel. Thì ông nói á, là bây giờ ông không có cố tình ngăn chặn cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này, nhưng mà ông cho rằng đây là một kế hoạch hoàn toàn không có đúng, không có đúng thời điểm và không có đúng cái lý do để đưa ra cái gói 1.900 tỷ này tại cái thời điểm mà tại cái thời điểm này. Thì Ngọc nghĩ tại cái thời điểm này là kể cái thời điểm mà cái gói cứu trợ lần thứ hai vẫn chưa sử dụng hết cái số tiền đó. Và nhiều người nói rằng là ký còn chưa ráng mực nữa mà bây giờ lại muốn thông qua cái gói cứu trợ lần thứ ba. Thì bây giờ tiền của gói cứu trợ lần thứ hai chưa sử dụng hết thì bây giờ lo sử dụng hết đi. Tại vì nếu như mà đưa cái tiền hỗ trợ từ cái gói cứu trợ lần thứ ba thì dù là họ có một cái mức giá 1.900 tỷ nhưng mà họ sẽ không sử dụng liền ngay lập tức quý vị. Cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này, cái số tiền có thể là đợi đến năm sau mới sử dụng đến. Cho nên là hiện giờ ông Smith, ông đề nghị là hãy hoãn lịch bỏ phiếu cho cái gói cứu trợ lần thứ ba từ từ. Nhưng mà bên phía chính quyền của Biden, tức là cụ thể là Tổng thống Biden, ông nói á, là bây giờ ông sẵn sàng lắng nghe. Nếu như mà họ nói là bây giờ họ muốn bỏ ra một số phần hay là muốn cắt bỏ một số ít tiền cứu trợ thì cái phần nào nói rõ đi, bây giờ ổng sẽ lắng nghe. Nhưng mà ổng sẽ không có đợi những thượng nghị sĩ GOP senators rồi họ cắt bỏ, rồi họ trì trệ, họ chèn èn, họ kéo dài cái thời gian đó, làm theo cái ý của ông Joe Biden. Thì hiện giờ
là ổng thúc đẩy là bên phía chi nhánh Hạ viện và Thượng viện dùng cái budget reconciliation, có nghĩa là chỉ đủ phiếu của đảng Dân Chủ thì họ sẽ thông qua, không cần phiếu của đảng Cộng Hòa. Rồi bây giờ nếu như mà họ muốn cắt bỏ như vậy, những thành viên của đảng Cộng Hòa họ muốn cắt bỏ như vậy, thì họ phải làm rõ là họ giúp cái người cần và giúp cái người mà bị tổn thương nhiều nhất. Thì bây giờ cắt bỏ phần nào? Nói chung là bên phía đảng Dân Chủ thì họ nói rằng là họ giúp những cái người bị tổn thương. Nhưng mà phía đảng Cộng Hòa nói là bây giờ giúp người còn tổn thương nhưng mà đợi tới năm sau mới cho thì còn gọi là gì nữa mà cứu trợ khẩn cấp. Thì đó là một trong những cái ý kiến phản biện của đảng Cộng Hòa. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị hãy cho Ngọc biết nha. Thì hiện giờ đối với cái tiền mà Child Tax Credit đó quý vị, thì cái này là một cái khoản tín dụng thuế dành cho những ai mà đóng thuế và gia đình họ có trẻ em. Mỗi trẻ em như vậy thì có thể lãnh tối đa là 300 một tháng mỗi trẻ. Nếu như mà gia đình mình có nhiều trẻ thì nhân lên quý vị ha. Thì hiện giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị ở cái trang 475 của cái gói cứu trợ 591 trang á. Thì cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này, quý vị có thể tìm đọc cái Child Tax Credit này. Thì họ nói rằng khi mà quý vị khai thuế thì sẽ bắt đầu sau cái ngày của ngày 31 tây tháng 12 năm 2020. Có nghĩa là quý vị phải tính thuế của năm 2021 nha quý vị. Cho nên là dù sao đi nữa thì đến năm 2022, khi quý vị khai thuế năm 2021, thì lúc đó họ sẽ dựa vào cái hồ sơ thuế của năm 2021, chứ người ta không có dựa vào hồ sơ thuế của năm 2020 nha quý vị. Đó là một cái điều mà hiện giờ bên phía đảng Cộng Hòa họ nói rằng đây là một trong những cái mà không có thể nào là gọi là cứu trợ khẩn cấp. À, cho nên là hiện giờ họ muốn trì hoãn cái việc bỏ phiếu. Nhưng mà hiện giờ đó, cái cách mà họ thanh toán cho cái này ấy, nó có một số sự thay đổi. Thì bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị là ở đây người ta gọi cái này là cái refundable credit cho trẻ từ 17 tuổi trở xuống. Cái luật cũ hiện giờ đó thì người ta nói là từ... gọi là dưới 17 tuổi thì mới được, nhưng mà cái luật mới này họ cho những em từ 17 tuổi vẫn được, 17, 16 và trở xuống thì được, chứ luật cũ là nói là 16 mới được, chứ còn mà đã đúng tuổi 17 là không được nhớ vậy. Thì hiện giờ người ta sẽ, thay vì cái luật cũ hiện giờ là chỉ cho có 1.000 thôi, thì hiện giờ người ta nâng lên là 3.000 đối với những em mà dưới 6 tuổi thì sẽ được 3.600 một năm. Thay vì 1.000 thì bây giờ được 3.000 hoặc là 3.600. 3.600 là cho dưới 6 tuổi, còn từ 6 tuổi đến 17 tuổi thì được 3.000 mỗi năm. Như vậy quý vị tính đi, nhà có bao nhiêu người con thì sẽ được, nhưng mà sẽ tùy theo cái income của cái gia đình đó nữa nha quý vị. Thì bây giờ người ta sẽ dựa vào cái income AGI của cái hồ sơ thuế của gia đình đó. Ví dụ như là chỉ là độc thân thôi thì người ta sẽ dựa vào 75.000 hoặc là thấp hơn thì sẽ lãnh trọn cái số tiền 3.600 đó. Còn nếu như mà head of household thì 112.500 và vợ chồng khai thuế chung hoặc là surviving spouse thì là 150.000. Thì đó là dựa vào cái AGI và cứ trên những cái con số này thì họ bắt đầu họ giảm 5%. Giống như cái cách tính mà đợt 1 cho cái tấm chắc 1.200 đối với vị. Thì họ nói là cứ 1.000, cứ mỗi lần mà ví dụ như là 151.000 thì họ sẽ bắt đầu họ giảm 50, thì cái child đó sẽ bị trừ là 3.000 trừ là 50 tại cái mức là 151.000 cho vợ chồng khai thuế chung thì bắt đầu họ sẽ được là 2.950 đúng không? Đó, đó là cái child đó. Thì bây giờ họ sẽ lãnh theo từng tháng nha quý vị, họ chia ra. Ví dụ như là gia đình đó có hai người con thì cộng lại chia ra 12 thì bắt đầu họ sẽ tính theo từng tháng. Nhưng mà họ cũng có một cái điều khoản họ cho phép bên bộ ngân khố sẽ quyết định là có thể là cho từng tháng hoặc là mỗi 2 tháng hay là mỗi 3 tháng như thế nào đó. Thì có sự thay đổi và họ cho bộ ngân khố có quyền quyết định nha quý vị. Thì bây giờ cái cách tính là như thế này. Mình ví dụ gia đình mình có một em là
2 tuổi đi ha, 2 tuổi là dưới 6 tuổi đúng quý vị, thì em này sẽ được 3.600. Rồi có một em nữa là 7 tuổi đi, thì em này sẽ được là 3.000. Như vậy cộng lại thì gia đình này sẽ được là 6.600 đúng không quý vị? 6.600 mình lấy mình chia 12 ra thì mình sẽ được bình quân một tháng là bao nhiêu? 6.600 chia 12 mình sẽ được tháng là 550 quý vị. Đó, 550. Đó, quý vị thấy không? Đó, thì gia đình của anh chị nếu như mà nằm ở cái income limit thì bắt đầu sẽ nhận được mỗi tháng là 550, và có thể họ sẽ bắt đầu gửi ra từ ngày 1 tây tháng 7. Nghe quý vị nha. Vì sao người ta bắt đầu gửi ra ngày 1 tây tháng 7? Tại vì người ta muốn gửi ra cái số tiền này càng sớm càng tốt. Nhưng mà nếu như sau này quý vị không đủ điều kiện, hoặc là đủ điều kiện nhưng mà nhận ít hơn cái số tiền này, thì quý vị sẽ bị overpayment và quý vị phải trả lại cho sở thuế những cái số tiền mà quý vị đã nhận trước. Cho nên bắt đầu người ta sẽ cho mình có cái quyền lựa chọn là mình có nên lãnh cái số tiền này trước hay không, hay là đợi khi mà mình khai thuế năm 2021 thì lúc đó mình nhận luôn lần. Thì bây giờ cái điều mà bên quốc hội họ đang bàn cãi là cho cái này chỉ một năm hay là nhiều năm, hay là cho hoài 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 luôn. Tại hiện giờ người ta chỉ cho 1.000 thôi, nhưng mà theo cái dự luật này người ta bâm lên cho lên thẳng luôn là 3.000, 3.600 luôn. Cho nên là nhiều khi á, khi mà quý vị khai như vậy thì người ta sẽ bắt đầu là yêu cầu mình là cho cái giấy khai sinh. Nếu như mà những em này giống như là mới sinh này nọ thì phải cung cấp cái giấy khai sinh, cung cấp giấy kết hôn này nọ, thì cái đó là mình tính sau. Khi mà người ta ký thì bắt đầu bộ ngân khố họ sẽ đưa ra những cái hướng dẫn rõ ràng, thì lúc đó mình tính sau. Hiện giờ những cái thông tin này hoàn toàn là những cái thông tin để chúng ta tham khảo. Tuy là họ dựa vào hồ sơ thuế năm 2021, nhưng mà có thể bên bộ ngân khố sẽ bắt đầu là gửi tiền ra dựa theo cái dự đoán cho cái hồ sơ thuế của những cái năm trước. À, và những cái năm sắp tới thì họ sẽ bắt đầu họ gửi ra vào ngày 1 tây tháng 7. Nhưng mà mình có cái sự lựa chọn là mình không có lãnh trước, từ từ mình để xong mình coi thử mình đủ bao nhiêu thì mình lãnh luôn. Thôi vậy ha, đó là cái sự lựa chọn của họ. Rồi khi đó, đó quý vị nha. À, rồi bây giờ nếu như mà họ làm như vậy thì họ có thể là họ khuyến khích người dân đi làm, người ta đóng thuế. Chứ nếu như mà quý vị biết rằng là mình có đóng thuế, mình có con thì mình sẽ nhận được những cái số tiền này. Nếu như mình không đi làm, không đóng thuế thì mình không có được nhận những cái số tiền này nha quý vị nha. Cho nên là những ai mà mới qua Mỹ thì có thể là quý vị sẽ cân nhắc là, hoặc là mình đi làm dù có lương ít lương nhiều thì có cái việc làm cũng có được cái tài chính, cũng như là khi mà mình đóng góp vào cái đóng thuế đó quý vị, thì mình có được những cái quyền lợi, chứ không phải là đóng thuế là không có quyền lợi. Nhưng mà thật sự nếu như mà làm lương quá cao thì cũng không có được hưởng gì hết quý vị ơi. Đó, đó là ở Mỹ là vậy đó quý vị. Thì bây giờ Ngọc xin dừng lại cái video này lại ở đây. Nếu như quý vị thích những cái thông tin Ngọc chia sẻ thì hy vọng quý vị hãy tặng Ngọc một cái like, một cái đăng ký, và hãy chia sẻ những cái thông tin này quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye now.